Ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và áp lực lên huấn luyện viên Chu Xi. Ngôi vô địch U23 Đông Nam Á mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thu hoạch được buộc huấn luyện viên Chu Xi có những thay đổi trong nhìn nhận về bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho những sân chơi châu Á vào tháng 9. Thành phần 23 cầu thủ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang đến Thái Lan và đoạt chức vô địch chưa phải là một đội tuyển U23 Việt Nam được chọn lọc kỹ càng. Đó là sự lì lợm và chững chạc của các cầu thủ trẻ, là cách ứng xử khi chơi bóng và cách thể hiện theo ý đồ của huấn luyện viên. Đã có 10 cầu thủ trở về từ Thái Lan được huấn luyện viên Chu Xi bổ sung vào thành phần dự tuyển U23 mà huấn luyện viên người Pháp chuẩn bị cho sân chơi châu Á vào tháng 9 gồm vòng loại U23 châu Á và ASEAN 19. U23 Việt Nam dù là dưới tay thầy nào khi đá hai giải châu Á trong tháng 9 bắt buộc phải chất lượng hơn. Ít nhiều thì chức vô địch U23 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khiến huấn luyện viên Chu Xi chịu áp lực bởi cách chơi bóng của tập thể này không giống hoàn toàn với những gì ông Chu Xi muốn các cầu thủ Việt Nam ở những cấp đội tuyển phải thực thi. Tại vòng loại giải U23 châu Á, Việt Nam là bảng trưởng bảng C đá tại Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 6 đến 12 tháng 9 với 3 đội Guam, Yemen và Singapore. Sau vòng loại này là sân chơi ASEAN mà Việt Nam cùng bảng B với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. U23 Việt Nam dù là dưới tay thầy nào khi đá hai giải châu Á trong tháng 9 bắt buộc phải chất lượng hơn, làm mới hơn và được nâng cấp hơn so với lứa cầu thủ vừa đoạt chức vô địch U23 Đông Nam Á và tất nhiên là càng không thể nhạt nhòa thiếu sức bật như một đội trẻ từng thất bại ở bán kết SEA Games 32 trước Indonesia, đội sau đó vô địch, được. Huấn luyện viên Chu Xi được mệnh danh là phù thủy trắng những năm 2000 khi làm bóng đá Nhật. Có thể triết lý của chiến lược gia Pháp cao siêu rất hay nhưng đó là với bóng đá Nhật và nền tảng của các cầu thủ Nhật. Còn với các cầu thủ trẻ Việt Nam thì triết lý cần thiết là phải phù hợp với cầu thủ Việt Nam ở nhiều góc độ hơn là buộc các cầu thủ trẻ Việt Nam bây giờ phải như các cầu thủ Nhật những năm 2000. Tại Thái Lan vừa qua, U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch bằng lối chơi thuyết phục, với một tinh thần thi đấu cao và tính tập thể thể hiện rất rõ. Điều đấy rất cần cho một lối chơi Việt Nam và tinh thần Việt Nam duy trì và lan tỏa sang các cấp độ đội tuyển để chinh phục những giải đấu lớn hơn.